trưa ấm áp tại shop Phụ Tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn anh em. Hôm nay theo yêu cầu của anh em, ha, shop lên những cái món mà anh em đặt shop thì hôm nay shop sẽ review bao giá cho anh em. Thì đặc biệt hôm nay vừa mới về lại Võ Thái thì những anh em nào mà dặn shop á thì vui lòng liên hệ shop gấp nha. Ngày hôm nay một cặp Võ Thái viền trắng cho anh em gắn vào xe cọp 67 và cúp luôn. Quay cho sát ở đây, shop quay cho anh em xem ha, shop để shop cắt cái vỏ cho anh em xem. Đây là vỏ viền Thái nha, vỏ viền trắng của Thái nha anh em. Anh em gắn cúp được, gắn 67 được nha, nhất là gắn ở những chiếc xe cọp nha anh em. Cái này là chỉ gắn xe cọp thôi. Và một cặp như vậy là 2,5 triệu một cặp nha, được rất là nhiều anh em đặt shop. Thì hôm nay về shop sẽ quay cho anh em xem. Ngày hôm nay là 2,5 triệu một cặp, shop quay cận cảnh cho anh em xem ha. Để shop mở ra quay cho anh em xem, xét đây cho anh em xem. Vỏ viền trắng được rất là nhiều anh em dặn shop luôn ha, 2,5 triệu một cặp trước và sau. Chuẩn của Thái nha anh em, được rất là nhiều anh em dặn shop nha. Và tối qua thì được rất là nhiều anh em bình luận cho shop ha, review những cái món Phụ Tùng cúp và 67 luôn. Thì bây giờ shop sẽ quay cho anh em xem ha, bây giờ shop sẽ quay review cho anh em xem. Những anh em nào mà xem cần shop em quay những món gì ha, review những món gì, cứ việc để lại cho shop em một cái bình luận nha, để shop review cho anh em xem ha, báo giá trực tiếp cho anh em xem. Ở đây nè, đây là vỏ Thái nha, vỏ viền trắng 2,5 triệu một cặp, cho anh em gắn vào 67 cũng được, gắn cúp cũng được ha. Đúng chuẩn Thái nha anh em, đúng chuẩn vỏ Thái nha. Hôm nay thì mình sẽ quay vừa quay đồ cúp vừa quay đồ... Đây anh em, quay cho anh em xem nè. 250/17 ha. Quay cái thông số cho anh em trên vỏ nha. Thông số cho anh em trên vỏ. Và đây, quay rõ ràng, quay chi tiết cho anh em. Made in Thái Lan ha. Và cặp vỏ này cho anh em gắn vào xe cọp. Một cặp như vậy là 2,5 triệu anh em nha. 2,5 triệu một cặp nha. Để cắt luôn cái này quay cho anh em xem luôn. Để cắt cái này quay cho anh em xem luôn. Anh em gắn cúp được, gắn cúp đam, cúp 81, gắn đều được hết anh em nha. Gắn 67, 68, CNL, CD, 72 đều gắn được hết ha. Tại vì một cặp vỏ này là vỏ cao cấp mà, vỏ Thái mà, 2,5 triệu một cặp viền trắng ha. Điểm nhấn của em đó là viền trắng ha. Được rất là nhiều anh em dặn shop ha. Hôm nay vừa mới về hàng thì shop quay cho anh em xem luôn cái gai luôn. Cái gai trước và gai sau nó khác nhau nha anh em. Trước và sau nó khác nhau nha. Để shop em quay cho anh em xem luôn. Gắn cúp cũng được, gắn 67 cũng được, CNL, CD đều gắn được hết anh em nha. Đây, đẹp lắm, gắn cái viền trắng nó tạo điểm nhấn đẹp lắm anh em ha, nhất là vô những chiếc xe cọp. Đây nè, quay sát ở đây cho anh em xem. Hai cái gai nó khác nhau nha, hai cái gai nha, cái vỏ trước vỏ sau khác nhau anh em nha. Anh em nhìn nha, vỏ trước và vỏ sau khác nhau. Và nó cũng vậy luôn ha. Để mình quay vô thông số cho anh em xem. Để mình quay vô thông số cho anh em xem. Để còn biến ra lấy ra hết luôn ha. Thì hôm nay quay vừa 67 vừa cúp cho anh em. Được rất là nhiều anh em ha, Bình luận trên YouTube cho shop. Thì shop quay cho anh em xem ha. Đâu, quay cho anh em xem thông số chuẩn Made in Thái Lan ha. Chuẩn Made in Thái Lan anh em nha, chuẩn hàng nhập nha. Và thông số của em nó đâu rồi, để em quay cho anh em xem. 225/17. Và này là vỏ trước anh em nha, cái này là vỏ trước nha. 225/17 là vỏ trước và 250/17 là vỏ sau. Và một cặp như vậy của em nó là 2,5 triệu một cặp anh em nha. 2,5 triệu một cặp, cực kỳ đẹp và được rất là nhiều anh em săn đón ha. Giờ mình bỏ một bên, mình quay tiếp cây bô đi, lên bô rồi tới ống ga lưỡi gà ha. Ống ga lưỡi gà thì hôm nay có hai loại, hôm nay shop sẽ quay cho anh em luôn ha. Hôm nay shop sẽ quay cho anh em xem luôn. Thì trước tiên thì bô gia công, mình lên cây bô gia công đi. Mình lên cây bô gia công 81, 82 và custom. Thì một loại có vỉ á, là 450, và loại không vỉ là 400. Và đây là hàng shop em gia công nha. Đây là hàng shop em gia công nha.
đây là hàng shop em gia công, quay sát vô cho anh em xem. Từ chữ Honda Gucci nha, sắc nét, nước si đẹp ha, nước si đẹp nha, và đặc biệt là cầm cây bô lên rất là chắc chắn ha. Anh em gắn 81 được. Và anh em nha, đây là bô im nha, đây là bô im không phải là bô móc nha, cũng không, nó không có là lớn, bô cực kỳ im luôn ha. Và bô này mình gia công với cấu hình là 90 nên anh em cứ việc yên tâm. Những anh em 50, 70 cứ việc yên tâm nha. Đây, quay sát vô xíu cho anh em xem. Từ sắc nét nè, từ đường chữ nè, sắc nét nè, nước si đẹp nha, cầm chắc chắn nha, đuôi nè. Đó, và một cây không vỉ như vậy là 400. Cây có vỉ đằng trước nè. Cái cây có vỉ này là thường là custom hay là CD. Anh em muốn gắn thì 450. Còn cây trơn không vỉ là 400. Và đặc biệt là bên shop em ship toàn quốc hết ha, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, phí ship là bên mua chịu. Đó, quay hai cái dòng bô cúp được rất là nhiều những ông chú dặn shop quay lên cổ luôn ha, đầy đủ hết. Cầm khi mà anh em cầm trên tay đi, anh em cầm trên tay thì mới biết những gì shop Quân Dễ Thương nói là đúng, cầm rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn ha. Từ bô cũng vậy luôn, đuôi bô cũng vậy. Đó, 400.000 một cây, có vỉ là 450 nè. Cái vỉ này nè anh em, cái vỉ chống nóng nè là 450 anh em nha. Và những cục hàng của bên shop em là ship toàn quốc hết, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, phí ship là bên mua chịu. Cái bộ ống ga lưỡi gà nãy đâu rồi thiện em? Không sao hả, để quay cho anh em luôn theo yêu cầu của anh em, để shop quay cho anh em xem ha. Theo yêu cầu của anh em, shop quay cho anh em xem. Thì hôm nay mình quay cho anh em xem, hôm nay mình gia công hai loại cho anh em lựa chọn. Một bộ là 250.000 và một bộ là 400.000. Để sắp quay luôn cho anh em luôn, lấy xuống quay gõ cho anh em xem luôn. Loại có vỉ là 450, loại không có vỉ là 400 ha. Ship toàn quốc hết nên anh em ở xa cứ việc yên tâm, đây bỏ xuống quay cho anh em xem. Đây, quay cho anh em xem. Đó, một loại ống ga, cái này là ống ga thường ha, cái này ống ga thường là 250.000 một bộ. Và đây là ống ga lưỡi gà có đầy đủ nha anh em, ống ga lưỡi gà cục chặn luôn. Và một bộ ống như vậy là 400.000. Đây là ống ga hàng gia công, còn đây là ống ga lưỡi gà ha, đầy đủ hết bên shop em là đầy đủ. Từ gia công, cái nào mình gia công mình báo gia công, cái nào hàng mới mình báo hàng mới cho anh em. Và một bộ ống ga lưỡi gà như vậy ha, cái loại vàng này nè là 250 một bộ, có luôn chặn nha, có luôn cục chặn, có luôn lưỡi gà luôn, mà để bên kia rồi. Đây, quay cho anh em xem cục chặn ha, lưỡi gà. Và một bộ như vậy là 400.000, và một bộ ống ga này cũng vậy luôn, 250.000, cũng đầy đủ phụ kiện cho anh em. Ship toàn quốc hết nha, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán, phí ship là bên mua chịu ha. Bên shop em là chuyên về phụ tùng cấp, phụ tùng 67, phụ tùng 68 CL CD cho anh em lựa chọn. Anh em chơi cái dòng xe nào á, anh em cần shop em review á, cho shop em một cái bình luận, shop em review báo giá trực tiếp cho anh em ha. Shop em báo giá trực tiếp hết nên anh em ở xa cứ việc yên tâm. Bây giờ kế tiếp thì mình lên cho anh em hai mẫu yên theo yêu cầu của anh em, hai mẫu yên. Thì bây giờ mình sẽ review những cái món nào mà anh em yêu cầu thì mình sẽ ưu tiên quay trước cho anh em ha. Còn những cái sản phẩm màu mới về thì mình cũng quay cho anh em luôn. Thì ở trên tay mình hiện đang có hai cái yên đam, hiện trên tay mình có hai cái yên đam, một cái yên màu đen, yên dài nha, đam và 81 đều gắn được. Và một cái như vậy chỉ có 250.000 thôi, 350.000 thôi anh em. Chất liệu là đế sắt nha, cái này là đế sắt nha anh em. Đó, 350.000. Có hai mẫu ha, có hai mẫu trắng đen và màu đen cho anh em. Thì bên mình bán, khi mà những anh em nào ở đây thật sự thì mình bán nhiều mình biết, những anh em nào mà đang chạy cúp 78 hay là cúp 81, muốn đi theo kiểu đam, muốn lên yên dài theo kiểu đam, thì bên shop em có luôn ghế nha, có luôn bát ghế đằng sau và móc đằng trước, và cái đó là hàng gò ha, và cái đó là hàng gò. Và một bộ bát như vậy là 1.000.000 một bộ anh em nha. Cái bộ móc nó mắc lắm, yên thì rẻ, yên thì cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 350.000 một cái thôi, ship toàn quốc hết. Thì những anh em nào mà cần cái yên
chung là bên shop em là một món cũng ship, nhiều món cũng ship, nên anh em ở xa cứ việc yên tâm, cần cái món nào cứ việc cho shop em một cái bình luận, hoặc trên bên góc trái màn hình lúc nào bên shop em cũng để lại địa chỉ, số điện thoại ha. Số điện thoại của shop em là 0909000708 anh em ha. Và địa chỉ trực tiếp để anh em trực tiếp xem phụ tùng ha. Xem phụ tùng thì cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, để anh em được xem xe, xem phụ tùng đầy đủ hết anh em nha, đầy đủ hết. Và bây giờ thì cảm ơn anh em đã xem video. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật được các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Dạ rồi, hello anh em ha. Một buổi tối ấm áp tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn anh em. Hôm nay theo yêu cầu của mấy ông chú nha, theo yêu cầu của mấy ông chú, bữa giờ thì từ hồi Tết giờ shop em không có review bình xăng, thì hôm nay theo nhiều yêu cầu của những ông chú, những ông anh ở xa, thì shop em sẽ review ha. Mình hôm nay mình review bình xăng, bình xăng lớn CD ha, đen và bạc. Thì đây hôm nay shop em sẽ lên hai bình xăng CDS nha, đen và bạc. Thì hôm nay cập nhật ngày 10/5/2023 ha, tại shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn. Thì cho shop nhắc lại với anh em lần nữa, bên shop em là chuyên về phụ tùng 67, 68, CL, CD và cúp. Anh em nào mà cần món nào của 67, 68, CD ha, và đồ cúp, cứ việc điện thoại cho shop em nha, hoặc là số Zalo của shop em là 0908000708 anh em ha. Và địa chỉ trực tiếp để anh em xem phụ tùng hoặc là xe, thì địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, chuyên phụ tùng 67 và cúp. Thì những anh em nào miếu mà mới xem những video của shop em ha, cứ vào trang cá nhân của shop em xem những cái món phụ tùng mà shop em review. Thì bên em là chuyên về phụ tùng và mua bán xe, dọn xe cho anh em ha. Thì anh em cứ việc vào trang cá nhân của shop em, hoặc là cứ việc vào thẳng Zalo của shop em nha. Zalo của shop em là số điện thoại luôn, hai số điện thoại đều là hai số Zalo của shop luôn ha. Cần những món gì, đồ chơi của 67 hay là cúp, CL, CD là bên shop em đều có đầy đủ hết, từ hàng zin, hàng mới là đó đầy đủ hết ha. Rồi, bây giờ không làm mất thời gian của anh em nữa, thì mình vừa mới đập hộp ra hai bình xăng CDS nha anh em, hai bình xăng CDS. Ở đây là hai bình xăng full đẹp nha. Một cái bình như vậy giá của em nó là 600.000 anh em nha. 600.000 thì một cái bình như vậy có gồm, nó gồm có nắp xăng, khóa xăng đầy đủ, quay sát cho em một vòng cho anh em xem. Nó gồm có khóa xăng, nắp xăng đầy đủ ha. Chỉ có 650.000 thôi. Đây. Theo yêu cầu của anh em thì bữa giờ shop, tại vì nhiều quá mình cũng lu bu, mình không có review bình xăng cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ quay lại bình xăng lớn CD ha, bình xăng lớn CDS và bình xăng lớn CL50, hai cái bình khá là hot trên thị trường, và giá đặc biệt là giá của em nó rất là sinh viên ha, giá của em nó rất là sinh viên. 600.000 một bình ha, bình CD chỉ có 600.000 một bình thôi, full đầy đủ phụ kiện hết đó. Đi một vòng cho anh em xem nha, để sức để cho anh em xem hai bình. Bình một bình màu đen và một bình màu bạc, chỉ có 600.000 thôi. Như anh em thấy ha, nắp xăng nè, nắp xăng là nắp xăng hai chìa nha, nắp xăng là nắp xăng hai chìa. Đây, lấy ra cho anh em xem. Đây, nắp xăng hai chìa nha. Và đặc biệt anh em, như anh em thấy nha, cái bình xăng lớn mà hàng mới bên shop em là đã có cái chống ọc rồi nha, đã có chống ọc rồi nha, chỉ có 600.000 một cái. Dặn đi cho anh em xem luôn, để shop em dặn đi cho anh em luôn ha. Đây đó, cái miếng này là cái màu trắng nha, nhưng mà tại vì mình chưa có bóc tem ra ha, mình để gì mình quay cho anh em xem. Một cái như vậy là 600.000 full đầy đủ nha, từ nắp xăng, khóa xăng anh em nha. Đây, cái này là mình chưa có cắt ra nha, cái này là anh em về tự cắt nha, cái này là anh em về tự lột ra nha, mình đây là mình chưa có bóc siêu ra ha, đầy đủ hết. Và đặc biệt cái bình xăng này là cái bình xăng bên shop em nha, bình xăng CDS này đã có chống ọc rồi nha, nên những anh em ở xa cứ việc yên tâm,
bình xăng không có bao giờ mà chạy lắc là bị trào xăng hay gì đâu nha, đầy đủ hết cho anh em đó. Bình bạc cũng vậy luôn, bình đen cũng vậy luôn nha anh em, bình bạc cũng vậy, bình đen cũng vậy luôn, 600.000 một cái anh em ha, 600.000 một cái. Bây giờ mình để cái này qua một bên cho anh em xem ha, mình lên cái bình xăng CNL cho anh em, mình lên cái bình xăng CNL cho anh em. Thì cái bình này thì thật sự mà nói là rất là hot trên thị trường luôn, rất là hot trên thị trường luôn. Một cái bình xăng lớn CNL50 mình sẽ review luôn. Và hình như là năm trước mình có review, năm nay quên. Sáng có ông chú hỏi sao không thấy quay phụ tùng cho anh em xem đi, sao mới kêu là bữa giờ lu bu quá không có quay được. Nhưng mà sẽ cố gắng review phụ tùng 6-7 và cúp, hai cái đều đầy đủ hết cho anh em luôn ha. Thì bên shop em là từ phụ tùng cúp, phụ tùng 6-7, phụ tùng CD ha, phụ tùng CL. Đây, quay sát lại cho anh em, quay sát vô. Thì khi mà một kiện hàng như vậy ha, một cái bình xăng lớn CL 50 như vậy, nó gồm có khóa xăng nè, nó gồm có khóa xăng anh em nhìn nha. Đây là bình xăng lớn CL 50 nha, gồm có khóa xăng nè, cao su nè, chim nè, nắp xăng đó anh em ha, đầy đủ một cái combo. Và một cái combo như vậy của em nó là 900.000. Shop mở ra quay cho anh em xem luôn, đập thùng cho anh em xem luôn ha. Một cái bình xăng lớn CL 50 đây, để shop em quay cho anh em xem nha. Giá cực kỳ dễ thương khi mà một cái bình xăng lớn, một cái bình xăng mà gọi là hot nhất trên thị trường luôn, lọt tem luôn cho anh em xem ha. Có chống ngọc đàng hoàng nha, ở trong là có chống ngọc luôn nha. Và đây là của em nó nè, đây nắp xăng CL có hai chìa ha, nắp xăng CL có hai chìa anh em nha. Đây đó, thì cũng giống như cái kia luôn. Ở đây là mình chưa bóc siêu thôi nha, cái nắp này màu trắng anh em, nhưng mà ở miếng ni lông là màu vàng nè. Lọc luôn cho anh em xem luôn. Anh em ở nhà mà bị bình xăng lớn, bị xì xăng hay bị xào xăng, ọc xăng ha, thì có thể mình có hai giải pháp, là mình có thể là đến với shop phụ tùng 6-7 quân dễ thương nhất Sài Gòn, mua một cái chống ọc ha, mua một cái chống ọc về. Nhưng mà nó hơi bất tiện là cái chống ọc chỉ có 180.000 thôi, nhưng mà khi mà về gắn vô bình xăng 6-7 là anh em phải hàng ha, phải hàng cái chống ọc ở đây, hoặc là liên hệ với shop quân dễ thương để đặt mua một cái bình CD hoặc là một cái bình CL 50. Thì cái bình CD full đầy đủ như vậy chỉ có 600.000 ha, và cái bình CL 50 này thì chỉ có 900.000 thôi, full đầy đủ luôn, đồ chơi luôn, từ cao su, nắp xăng, khóa xăng là đầy đủ cho anh em. Về anh em chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi ha, về anh em chỉ đổ xăng vô mà chơi thôi. Bên em đầy đủ, để em gắn lên cho anh em luôn nha, để shop em gắn lên cho anh em luôn. Chỉ có 900.000 thôi anh em, 900.000 nha. Bình xăng lớn CL 50 cập nhật, shop em cập nhật ngày 10 tháng 5 2023 tại shop phụ tùng 6-7 quân dễ thương nhất Sài Gòn ha. Anh em mà xem được cái video của shop em á, anh em xem thấy cần lên những gì ha, cần món gì, anh em cứ việc cho shop em một cái bình luận đi ha, cho shop em một cái bình luận. Cần shop em quay những món gì á, cho shop em một cái bình luận. Hoặc là những anh em nào mà có xài Zalo, có xài Facebook, cứ việc nhắn qua Zalo của shop em ha. Cái Zalo của shop em là hai số điện thoại, lúc nào cũng nằm dưới góc trái màn hình hết. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Hoặc anh em cứ việc ghé trực tiếp địa chỉ của shop em là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Anh em nào mà biết xài Google Map á, anh em biết xài Google Map á, cứ việc bấm lên cái tên em. Nếu mà trong phạm vi Sài Gòn nó bấm cái tên em là nó sẽ dẫn anh em vô tới chỗ luôn. À, em lên tem luôn cho anh em, lên tem luôn cho anh em xem nha. Một cái bình xăng lớn CL 50 đây, lên tem luôn nha. Cái bình này là khá hot trên thị trường, cái bình CL 50 này khá hot trên thị trường luôn ha. Cái dáng bây giờ khá là hot, được rất là nhiều những ông chú, ngay cả những ông chú, những ông anh luôn, đừng nói là thanh niên ha, những ông chú, những ông anh luôn rất thích dáng này, dán CL 50 ha, dán CL 50 khá là hot luôn. Và một bình như vậy của em nó chỉ có 900.000 thôi anh em, chỉ có 900.000 thôi ha. Còn bình CD này có hai màu đen và bạc, còn riêng bình CL này chỉ một màu thôi anh em ha,
chỉ một màu thôi, và em nó là 900.000 một cái ha, full đầy đủ phụ kiện, full đầy đủ phụ kiện anh em. Đây đây đó, đây là hoàn thành xong ha. Đây hoàn thành xong một cái bình xăng lớn CL50 với em nó là 900.000 ha, 900.000 chỉ có tại shop Phụ Tùng 67 Quân Dễ Thương Nhất Sài Gòn thôi anh em. Đây cập nhật ngày 10 tháng 5 nha, cập nhật shop em ngày 10 tháng 5 2023 tại shop Phụ Tùng 67 Quân Dễ Thương Nhất Sài Gòn. Em bữa shop em có review á, bữa trước shop em có review những món Phụ Tùng của Cúp và 67, thì được một ông chú á điện thoại hồi mới hồi sáng này luôn, điện thoại cho shop em kêu Quân ơi đặt những giùm chú những cái bộ phục để chở hàng, thì shop em có gia công rồi, để vài bữa nữa shop em sẽ review cho anh em luôn ha. Cảm ơn những anh em đã xem video nha, anh em xem nhé, bấm like và đăng ký giúp shop nha, để luôn cập nhật cái món Phụ Tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Dạ rồi, cảm ơn anh em rất nhiều, bye bye anh em, bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món Phụ Tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.